Tâm Việt kính chào khách quý. Vâng, và Long Kéo Tâm Việt chào mừng toàn thể khách quý đến với kênh YouTube của Tâm Việt. Tâm Việt cảm thấy rất là biết ơn, cảm ơn toàn thể mọi người vì đã tin tưởng và đồng hành cùng Tâm Việt. Trong video chúng hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì đây mọi người? Là một cái vấn đề rất là thú vị luôn. Đó, rất là nhiều những khách hàng chúng ta có những cái ý kiến trái chiều, và đặc biệt là chúng ta thường hay nói rằng đừng có mua loa kéo Trung Quốc, hãy mua loa kéo của Mỹ, hãy mua loa kéo của Nhật Bản, hãy mua loa kéo của Hàn Quốc, hoặc có ít ra thì mua loa kéo của Việt Nam chứ đừng mua loa kéo của Trung Quốc. Mọi người thường hay nói như vậy. Thì theo như mọi người suy nghĩ thì cái điều này nó có đúng không? Mọi người hãy cùng nhau bình luận xuống bên dưới để chúng ta bày tỏ cái quan điểm của mình. Ok, bày tỏ cái quan điểm của mình để chúng ta có thể là trao đổi lẫn nhau để đi đến một cái kiến thức nào đó nó mở rộng hơn mọi người nha. Riêng góc độ của Tâm Việt trong video ngày hôm nay, Tâm Việt sẽ không nói cái nào đúng cái nào sai hết, mà Tâm Việt sẽ đi giải mã ra cho mọi người hiểu về vấn đề này thật sâu sắc. Để làm gì? Để mọi người có kiến thức thì mọi người sẽ tránh được những cái sai lầm nghiêm trọng khi mà chúng ta đi mua và sử dụng loa kéo, là một sản phẩm hiện tại là rất là phổ biến. Ok mọi người, đó thì ở đây á, chúng ta sẽ có được là cái loa chính giữa này là của Trung Quốc nè mọi người, thương hiệu của Trung Quốc. Hai cái mẫu này là thương hiệu của Việt Nam. Ok, tạm nói như vậy thôi nha, nhưng mà một hồi Tâm Việt sẽ nói rõ cho mọi người nghe luôn. Đó, thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ đi giải quyết ba vấn đề, ba cái nói ra để mọi người thấm luôn cái vấn đề này. Thứ nhất, đó là thế nào là hàng Trung Quốc, làm sao để chúng ta biết hàng đó là hàng Trung Quốc. Ok, rồi tiếp theo vấn đề thứ hai, cơ sở nào để mọi người xác định được cái sản phẩm đó là của nước nào, dựa vào cơ sở nào chứ không thể nào nói điêu được, đúng không ạ? Hoặc là ai nói gì ta nghe đó, rất nguy hiểm. Rồi vấn đề thứ ba, những yếu tố tiên quyết nào nó quyết định được, nó khiến cho chúng ta nhận định được cái sản phẩm loa kéo đó là một sản phẩm loa kéo tốt và phù hợp nhất với chúng ta. Ở đây chúng ta không thể nào nói cái loa kéo nào là tốt nhất được, tại vì nghe nó rất là mông lung mọi người. Chúng ta có thể là lấy một cái ví dụ như là cái cô gái nào là cái cô gái tốt nhất thế giới, chúng ta sẽ không tìm được cái cô gái đó đâu. Chúng ta chỉ tìm được cái cô gái tốt và phù hợp nhất với chúng ta thôi, đúng không mọi người? Tại vì cái cô gái đó nó chúng ta cảm thấy tốt, nhưng mà chưa chắc cái ông kia, ông bạn chúng ta, ông cảm thấy tốt. Tại vì cái gu của chúng ta và cái gu của ông bạn là khác nhau. Ví dụ chúng ta thích vòng 3 bự nhưng ông bạn chúng ta thích vòng 1 bự. Cho nên là hai gu của gu hai ông không giống nhau, nên không thể nào nói là cô nào tốt nhất được, đúng không mọi người? Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề đầu tiên, đó là thế nào là loa kéo Trung Quốc. Rồi thì rất là nhiều người á, rất là nhiều người chúng ta suy nghĩ là chúng ta nói là chỉ cần ở trên loa mà nó ghi cái chữ là Made in China, hay còn gọi là Made in China đó, thì cái sản phẩm nào mà ghi cái dòng chữ đó thì nó là hàng Trung Quốc. Thì không biết là mọi người có suy nghĩ như thế nào về cái ý kiến này, mọi người thấy đúng không ạ? Thì chúng ta cùng bình luận xuống bên dưới nha. Ok, rồi ở góc nhìn của Tâm Việt á, thì nó chưa hoàn toàn chính xác. Nếu mà như vậy á, thì chả khác nào gần hơn 90% những cái sản phẩm điện tử mà chúng ta đang sử dụng đều, chẳng lẽ đều là của Trung Quốc hết? Chẳng lẽ TV Sony cũng của Trung Quốc hết? Chẳng lẽ điện thoại iPhone mà chúng ta đang sử dụng cũng là đồ Trung Quốc hết, đúng không mọi người? Và bây giờ á, thì Tâm Việt sẽ đi sâu vào giải thích cho mọi người hiểu thế nào là hàng Trung Quốc, liệu có phải là có chữ Made in China là hàng Trung Quốc hay không. Nó không hoàn toàn chính xác nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào lấy một cái ví dụ, lấy ba ví dụ đi cho mọi người thấm luôn cái vấn đề này luôn, mọi người nghe xong mọi người sẽ hiểu ngay. Thứ nhất, mọi người để ý cái điện thoại iPhone, điện thoại iPhone của chúng ta nó là của Mỹ đúng không ạ? Cái người chủ của iPhone này là ông Steve Jobs, là người Mỹ, tập đoàn của Mỹ, tập đoàn Apple. Nhưng tại sao trên chiếc điện thoại nó vẫn ghi Made in China? Rất đơn giản thôi mọi người. Tại vì sao? Ổng đặt cái nhà máy Trung Quốc sản xuất cái điện thoại này cho ổng theo cái tiêu chuẩn chất lượng của ổng.
cái chữ Made in China á, nó không có nghĩa rằng hàng đó là hàng của Trung Quốc, mà nó có nghĩa là gì? Cái sản phẩm đó nó được sản xuất tại nhà máy của Trung Quốc. Tại vì á, Trung Quốc là một cái lò sản xuất của thế giới, mọi người cũng biết điều này đúng không ạ? Cho nên là cái điện thoại này được ghi Made in China nhưng nó là hàng của Mỹ. À, rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một vấn đề như sau. Bây giờ ví dụ như một người Việt Nam của chúng ta đi qua bên Trung Quốc, và người Việt Nam này muốn sản xuất một cái thương hiệu loa kéo của người Việt. Tuy nhiên á, xét về cái ngành sản xuất á, thì Việt Nam mình thật sự cái lực nó vẫn chưa có mạnh, nó cũng còn yếu lắm mọi người, nên là khả năng của chúng ta chưa có đạt. Nó bắt buộc chúng ta vẫn phải qua Trung Quốc để nó sản xuất cho chúng ta đúng không ạ? Thì cái người Việt chúng ta sẽ qua yêu cầu ông nhà máy Trung Quốc, ông sản xuất cho tôi cái loa kéo như vậy theo cái tiêu chuẩn của tôi, theo cái thiết kế của tôi, là cái thương hiệu của tôi, và tôi là người chịu trách nhiệm về chất lượng và dịch vụ, còn ông thì ông chỉ việc sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của tôi thôi. Sau đó sản xuất xong thì đưa lô hàng đó về Việt Nam mình để cung cấp cho thị trường Việt Nam mình. À, thì ở đây nếu mà trên cái hàng đó nó vẫn ghi chữ Made in China, nó không thể ghi Made in Việt Nam được, tại vì sản xuất là tại nhà máy Trung Quốc mà xuất xứ là ở đó đúng không ạ? Nhưng mà đâu có nghĩa nó là hàng Trung Quốc, nếu mà nói nó là hàng Trung Quốc là chưa hoàn toàn chính xác. Tại vì rõ ràng cái người chủ thương hiệu đó là người Việt, và cái người đứng ra để cho khai sáng cho cái sản phẩm đó là người Việt mình mà, đúng cho mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ thứ ba mọi người mới vỡ ra nè. Ví dụ thứ ba là gì? Đó là một cái anh người Trung Quốc, ảnh đi qua bên nước Hàn Quốc, ảnh qua bên những cái nhà máy Hàn Quốc, và ảnh yêu cầu cái nhà máy Hàn Quốc là sản xuất cho ảnh một cái sản phẩm loa kéo ABC nào đó, XYZ nào đó đó. Và sau khi sản xuất xong thì ở trên cái sản phẩm nó sẽ ghi là Made in Korea, còn gọi là xuất xứ tại Hàn Quốc. Nhưng nó đâu phải là hàng của Hàn Quốc đâu, đúng không mọi người? Nó là hàng của cái ông Trung Quốc mà, tại vì cái ông Trung Quốc ở ngoài Hàn Quốc ổng đặt, đơn giản là vậy thôi. Ok, nói tới đây mọi người nở ra chưa? Đâu phải ghi Made in China là hàng của Trung Quốc đâu mọi người, đúng không ạ? Rồi bắt đầu nở ra một vấn đề. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy này, như cái sản phẩm loa ZBZ, ZBZ này, đó là đúng của Trung Quốc luôn này. Nhưng mà bản thân Tâm Việt á, các dòng loa mini Tâm Việt chỉ bán ZBZ, hiện tại là chỉ bán ZBZ. Tại vì riêng cái góc độ Tâm Việt chưa thấy cái sản phẩm nào mà nó tổng quan nó chuẩn như cái dòng này. Tất nhiên là hàng nào nó cũng có hàng lỗi hoặc là hàng có vấn đề, nhưng cái sản phẩm bên Tâm Việt, tất nhiên Tâm Việt sẽ có cái quy trình kiểm tra rất là nghiêm ngặt, test và kiểm định rất là nghiêm ngặt thông qua cái quy trình của mình, bởi vậy nó mới được dán cái tem Tâm Việt lên. Chứ không phải ZBZ nào cũng giống ZBZ nào, mặc dù nó cũng chính hãng đúng không ạ? Nhưng mà cái hàng này của Trung Quốc nhưng nó cảm thấy rất là chuẩn này, ok nè. Đó, ở đây chúng ta sẽ thấy này, và Tâm Việt cũng từng chứng kiến rất là nhiều cái sản phẩm loa cùng một phân khúc giá thương hiệu Việt Nam mình nhưng mà không bằng được cái loa này, thì nó phụ thuộc vào cái người chủ thương hiệu họ đặt thôi, họ đặt chất lượng cái tiêu chuẩn. Ở đây chúng ta có hai chiếc loa này đó. Con này là ZBZ 109, con này là Alokio R95, con này là Subot S450. Đó, thì hai mẫu loa này là hai mẫu loa của người Việt mình này mọi người. Người Việt mình là đứng đầu thương hiệu này, chủ thương hiệu này. Đó, và nó cũng được sản xuất tại Trung Quốc thôi, Việt Nam mình không làm được. Việt Nam mình có làm thì cũng nhập linh kiện về rồi ráp thôi mọi người. Mình cũng lấy linh kiện của nhà máy Trung Quốc về rồi mình ráp lại thành cái loa, xong mình ghi chữ Made in Việt Nam, và mình kiểu như sản xuất gia công thôi. Chứ nó cũng không phải là Việt Nam mình tự làm ăn giết được, mình chưa có đủ khả năng đó. Và mình có làm thì cái chi phí giá thành mọi thứ nó rất là cao, nó mà chất lượng chưa chắc là đảm bảo bằng bên đó, họ rất là chuyên. Ok, nhưng mà cái sản phẩm này là của thương hiệu người Việt này mọi người thấy không ạ? Nhưng nó trên thùng nó vẫn ghi là Made in China, nhưng nó đâu phải là hàng của Trung Quốc đâu. Ok mọi người, rồi bây giờ chúng ta đi vào cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai là gì? Mọi người nói là vậy cái hàng đó tôi thấy anh nói thế này thế nọ, thì cái cơ sở nào để chúng ta xác định được cái hàng đó có đúng là hàng Mỹ hay không? Cơ sở nào để chúng ta xác định là cái hàng đó có đúng là hàng của Hàn Quốc hay không? Làm sao để biết nó là hàng Nhật Bản? Bắt đầu hỏi tới đây thì nhiều người chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta nói, một số người nói là thì tôi thấy ở trên cái loa nó dán cái chữ là Japan, nó dán cái chữ công nghệ Japan, rồi nó dán cái chữ Korea, nó dán cái chữ USA, cái dán chữ Mỹ này nọ. Nhưng mà ở đây á, một cái câu hỏi đặt ra mọi người, liệu những cái tem đó có nhất thiết phải là người sản xuất người ta mới in mà người ta mới dán được không? Ngay chính chúng ta ở đây, chúng ta tự đi thiết kế, tự in, tự dán được không? Rất đơn giản mọi người,
Nếu như vậy thì cái điều đó cũng không phải là cái cơ sở chắc chắn để chúng ta biết cái hàng đó có phải là cái hàng đó hay không. Đúng chưa ạ? Rất mong luôn. Rồi, tiếp theo sẽ có người nói là à, thì tôi nghe cái người bán người ta nói là hàng Mỹ nên là chắc là hàng Mỹ. Cái con mà chắc là hàng Mỹ rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Làm sao chúng ta biết được người bán đó nói có thật hay không? Đúng không mọi người? Đặc biệt là theo như Tâm Việt được biết á, hiện tại mấy cái nước Mỹ nhập người ta không có sản xuất lo kéo, người ta không có sản xuất lo kéo. Ok, theo như Tâm Việt biết hầu như 99% là lo kéo là cứ made in China thôi, hàng Trung Quốc thôi mọi người. Quan trọng là chúng ta phải biết cái cách mua. Một hồi Tâm Việt sẽ nói cái cách mua, chứ chúng ta không thể vơ đũa cả nắm được. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, ở đâu cũng có hàng tốt hàng xịn. À, nếu mà ở đây mà ai mà chúng ta ở đây Tâm Việt không có tung hô Trung Quốc, mình không có tung hô ai hết, mình vẫn tự hào dân tộc Việt Nam mình, đúng không ạ? Nhưng mà có gì thì mình nói đó. Xét về mặt chính trị nó có nhiều vấn đề rất là phức tạp, nhưng mà xét về cái mặt thương mại thì nhiều lúc nó cũng không hoàn toàn ảnh hưởng, đúng không ạ? Đó, như ngày xưa Mỹ xâm lược chúng ta, nhưng mà người dân Mỹ, rất là nhiều người dân Mỹ vẫn phản đối cái sự xâm lược đó. Chúng ta không thể nào vơ đũa cả nắm, đúng chưa mọi người ạ? Rồi, nó đi sâu vấn đề thứ hai. Liệu cái người bán đó làm sao chúng ta biết họ nói thật là một. Cái thứ hai, làm sao để chúng ta biết được cái người bán đó họ có thật sự hiểu về cái sản phẩm họ bán hay chưa? Tại vì cái tỷ lệ mà người bán mà hiểu chuyên sâu về sản phẩm họ bán thật sự nó không có nhiều mọi người. Mọi cơ sở nào, những cái điều vừa rồi mình nghe họ nói, chẳng lẽ mình tin họ 100%, họ nói gì mình nghe đó. Nói như vậy rất là mong luôn. Cuối cùng chúng ta vẫn chưa có cơ sở nào chính xác để xác định là nó là đúng như họ nói, đúng không ạ? Rồi, vấn đề thứ ba. Đó, vấn đề thứ ba ở đây là gì? Thì chúng ta thấy cái tên thương hiệu đó đặt nó na ná cái tiếng của nước đó, nên chúng ta khẳng định là của nước đó. Ok, thì cái điều này cũng hơi nguy hiểm đó. À, bây giờ sẽ lấy ví dụ cho mọi người dễ hiểu. À, chẳng lẽ là cái người nước đó họ mới có quyền đặt cái loại tiếng đó? Ví dụ như người nước ngoài đi, nhưng mà người ta muốn đặt một cái tên thương hiệu tiếng Việt mình, người ta đặt vẫn được mà, đâu có ai cấm điều đó, đúng không mọi người? Người Việt mình thích thì đặt cái tên của Nhật được mà, thích thì đặt cái tên gì đó được mà. Cái quyền của chúng ta đâu có cấm hay giới hạn điều đó. Nên nói ra thì cái này cũng đâu phải là cơ sở để xác định được chính xác như vậy đâu, đúng chưa mọi người? Bắt đầu nói tới đây là bắt đầu thấy quýu rồi, bắt đầu bây giờ nhức đầu đó, thấy ông này nói nhức đầu đó. Giờ nó lung tung là giờ tôi không biết là cái con nào là con nào luôn. Đặc biệt là càng ngày thị trường lo kéo càng đặc sắc, đủ chủng loại, đủ mẫu mã, đủ chất lượng. Không biết đâu ngô đâu khoai, không biết đâu hàng dở hàng ngon luôn mọi người, đúng không ạ? Vậy cơ sở nào để chúng ta xác định được, cách nào để chúng ta biết được cái sản phẩm nào nó ok? Bây giờ chúng ta bắt đầu nói về vấn đề này nè mọi người. Ok, rồi chúng ta chỉ cần 3 yếu tố. Tâm Việt nhắc lại, 3 yếu tố quan trọng nhất là chúng ta sẽ tìm được cái loa kéo cực kỳ đơn giản nhưng lại rất là phù hợp với chúng ta. Ok, không mất nhiều thời gian, không mất quá nhiều thời gian. Rồi, yếu tố đầu tiên, mọi người nhớ kỹ yếu tố đầu tiên và cũng là yếu tố quan trọng nhất, là cái nơi bán. Chúng ta phải tìm một cái nơi bán uy tín, chứ đừng quan tâm những cái điều khác. Chúng ta không quan tâm nhiều những cái điều khác, chúng ta tìm cái nơi bán uy tín, tìm cái nơi có con người uy tín. Tại vì cái con người họ sao thì cái sản phẩm mà họ bán ra nó như vậy, đúng không mọi người? Cái con người, cái uy tín của họ nó nằm trong đầu, trong cái suy nghĩ của họ, và cái suy nghĩ nó đưa ra cái hành động. Một cái con người uy tín thì người ta, cái sản phẩm người ta bán ra nó cũng gần như tương tự như con người họ vậy mọi người. Ok, quan trọng là ở con người mà thôi. Đó, họ phải có đầy đủ thông tin tất cả mọi thứ về họ, về sản phẩm, về mọi thứ rất là rõ ràng, nơi bán này nọ. Đó, tiếp theo, họ phải có sự cam kết và bảo hành và hậu mãn rất là rõ ràng cho chúng ta. Ok, đó. Và họ phải thật sự là am hiểu, chuyên sâu về sản phẩm, nhiệt tình, vui vẻ, tư vấn tận tâm. Ok, và cuối cùng là làm sao mọi người cảm thấy, chúng ta cảm nhận từ trái tim chúng ta hài lòng, chúng ta thấy chỗ này ok này, chúng ta tìm hiểu rất là rõ này, thông tin về họ này, rồi những khách hàng trước đã mua đánh giá về họ này. Đó, là cái nơi bán uy tín. Rồi, điều đầu tiên nha. Tiếp theo là điều thứ hai. Điều thứ hai là gì? Điều thứ hai là chúng ta phải thích cái mẫu loa đó. Cuối cùng là chúng ta phải thích nó, chúng ta phải cảm thấy nó hợp với chúng ta. Ok, còn ai nói gì là chuyện của họ, không quan trọng.
Bây giờ nói như vậy cho mọi người dễ hiểu đi. Cái cô kia, mình thích cái cô gái đó, mình lấy về cổ về làm vợ. Cái tự nhiên cái ông hàng xóm ổng chơi cái mình đi mình bỏ. Sao kỳ cục vậy đứa? Mình không có lập trường rồi. Cô đó là vợ mình, cô ở với mình chứ có ở với cái ông hàng xóm đâu, ổng nói gì là chuyện của ổng. Còn mình có lập trường, mình thích là được. Mình đâu có sống theo sở thích của người ta. Mình thích mỗi người mỗi gu khác nhau. Ổng cũng đúng mà mình cũng đúng, không có ai sai hết á. Nhưng mà ổng đúng theo kiểu của ổng. Ổng thích cái gu khác thì ổng đi kiếm cô khác đi. Cô này cô của mình mà, mình thích là được rồi, đúng gu của mình. Đúng rồi mọi người. Cái loa này tôi thích là được, tôi thích cái kiểu vậy đó. Còn anh thích cái khác thì anh chê là chuyện bình thường. Đâu thể nào mà trừ khi là anh cùng gu với tôi thì thôi chứ nói gì nữa. Đúng không mọi người? Bây giờ cái loa cho dù nó ghi là ở đâu, nó có ghi thông số là kinh khủng cỡ nào, 10.000 watt hay bao nhiêu watt hay cỡ nào, ghi tùm lum thông số càng mất được, mà chúng ta nghe chúng ta không thích thì cũng như không. Tất cả những cái đó là vô nghĩa. Cuối cùng là chúng ta nghe chúng ta phải thích, chúng ta phải hài lòng và cái nơi bán phải uy tín. Đó, nói vậy là mọi người dễ hiểu nhất, đúng không ạ? Vậy làm sao để biết chúng ta có thích hay không? Chúng ta phải nghe. Nếu chúng ta nghe qua video thì chúng ta nên đeo cái tai phone vô mọi người để chúng ta nghe được cái âm thanh nó vòn đầy đủ cho chúng ta. Đặc biệt chúng ta phải lựa cái thiết bị nghe nào nó chất lượng. Ví dụ như cái loa hát rất là hay mà chúng ta đi mở bằng một cái điện thoại rất là cù bắp thì cái điện thoại đó nó không có khả năng phát ra được hết cái chất lượng âm thanh. Mọi người hiểu không ạ? Ví dụ một cái bài văn rất là hay mà chúng ta đi đưa cho một cái ông lũng củng ông nói thì ông nói một cái bài văn hay thì ông thành bài văn dở luôn. Nên chúng ta bài văn đã hay rồi chúng ta phải chọn đúng một cái người họ có khả năng nói lưu loát âm giọng tốt thì nó mới toát lên được cái bài văn đó. Thì một cái sản phẩm loa, nếu chúng ta biết nó hay hay không, chúng ta phải chọn một cái thiết bị nghe chất lượng nhất có thể, tai phone tốt nhất, điện thoại tốt nhất để chúng ta mở chúng ta nghe. Nếu chúng ta đến được trực tiếp thì chúng ta nên thử những cái dòng nhạc nào mà chúng ta thích. Lưu ý phải là nhạc chúng ta thích chứ không phải nhạc mà cái ông bán ông thích. Nó khác nhau. Mỗi loa nó có mỗi điểm mạnh điểm yếu, không có loa nào là tốt nhất, chỉ có loa phù hợp nhất với chúng ta thôi. Rồi, yếu tố thứ ba. Yếu tố thứ ba là gì? Đó là nếu chúng ta mua ở xa thì bắt buộc chúng ta phải được kiểm tra hàng trước khi thanh toán để xác định là đúng mẫu loa đó và mở lên nghe thử. Tất nhiên chúng ta cũng không có làm khó người giao cả nửa tiếng đồng hồ, chúng ta có thể test 50 phút được rồi. Ok mọi người. Và sẽ có một số trường hợp là cái nơi bán người ta sẽ yêu cầu đặt cọc. Đây là một chuyện rất là bình thường mọi người nha. Mua bán phải có đặt cọc để xác định mình nghiêm túc. Tất nhiên chúng ta phải xác định nơi đó là nơi uy tín thì chúng ta mới đặt cọc. Nhưng mà cái số tiền lớn thì chúng ta nên thanh toán còn lại sau khi đã kiểm tra hàng. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy nơi này quá uy tín rồi, không còn gì để nghi ngờ nữa thì chuyển khoản luôn, đó là tùy mọi người, cho nó nhanh gọn. Sau khi nãy giờ tâm việc nói thì chắc chắn mọi người cũng đã hiểu ra được điều gì đó đúng không ạ? Không ít thì nhiều. Không ít thì nhiều đúng không ạ? Rồi, thì video cũng gần hết rồi. Tâm việc cũng mong muốn chia sẻ những cái gì mà mình hiểu biết đến tới tất cả mọi người để có thể giúp cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, giúp cho chúng ta cùng nhau tốt hơn. Thì mà nếu mà Tâm Việt có cái gì đó chưa ok, nói cái gì đó chưa hài lòng thì rất mong mọi người hãy cùng nhau đóng góp thẳng thắn và rộng lượng bỏ qua. Mọi người muốn Tâm Việt làm cái video về cái chủ đề gì thì chúng ta hãy cùng nhau bình luận xuống bên dưới để Tâm Việt cố gắng phục vụ cái chủ đề đó cho mọi người nhé. Ok, hy vọng rằng kiến thức này sẽ giúp mọi người có được một cái trải nghiệm mới và khi chúng ta đi mua sắm chúng ta sẽ chuẩn xác hơn, an toàn hơn. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Lo kéo Tâm Việt xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc chúng ta truy cập vào website loakeotamviet.com hoặc website dienmaytamviet.com để chúng ta có thể là trau dồi thêm về kiến thức lo kéo giúp chúng ta em hiểu hơn về lo kéo về điện máy để mua hàng được an toàn hơn. Khách quý vui lòng truy cập vào website là kienthucloakarake.com và website người đại diện uy tín của Tâm Việt. Khách quý vui lòng truy cập nguyentonguoctinh.com. Ở ngoài những thông tin mà Tâm Việt cung cấp thì khách quý khi mà mua hàng vui lòng cẩn thận, hiện tại trên mạng xã hội rất là nhiều nơi họ mạo danh thương hiệu của Tâm Việt nhằm qua mặt khách hàng, thì khách quý hãy truy cập kỹ website của Tâm Việt để xác minh chính xác, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khách quý đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay gọi là nút subscribe để chúng ta có thể cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Lo kéo Tâm Việt kính chúc cho khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.